Khi mọi thứ không thành công, hãy làm điều này, và vũ trụ sẽ thực hiện mọi mong muốn của bạn. Nếu tôi nói với bạn rằng chúng ta không chỉ đơn thuần là sản phẩm của vũ trụ, mà vũ trụ chính là sự phản chiếu của chính chúng ta, một hình chiếu của ý thức chúng ta, bạn sẽ nghĩ gì? Mặc dù ý tưởng này có vẻ táo bạo, nhưng nó đã được truyền đạt bởi những cá nhân giác ngộ qua nhiều thời đại và truyền thống khác nhau. Và không chỉ từ lĩnh vực tâm linh. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu nổi tiếng như Robert Lanza cũng đã khám phá và ủng hộ quan điểm này. Robert Lanza là một bác sĩ y khoa và nhà khoa học người Mỹ, hiện là giám đốc y học tái tạo toàn cầu của ASCEL và giám đốc khoa học của Viện Y học tái tạo ASCEL. Ông là giáo sư phụ trợ tại trường y khoa Đại học Wake Forest. Robert Lanza đã phát triển lý thuyết sinh học trung tâm của ông như một cách triệt để hiểu vũ trụ, nơi ý thức là nền tảng trong việc tạo ra thực tại. Lanza, một nhà sinh vật học được công nhận vì công trình của ông trong y học tái tạo và tế bào gốc, đã kết hợp các khái niệm từ vật lý lượng tử với các nguyên tắc sinh học. Ông đề xuất rằng sự sống và ý thức không chỉ là sản phẩm phụ của vũ trụ mà là trung tâm của sự tồn tại của nó. Theo Lanza, thời gian, không gian và vật chất không tồn tại độc lập với nhận thức có ý thức. Thay vào đó, chúng là những cấu trúc xuất hiện từ ý thức. Lý thuyết sinh học trung tâm thách thức quan điểm truyền thống của vật lý, cho rằng sự sống tạo ra vũ trụ chứ không phải được tạo ra bởi nó. Lanza đã phát triển lý thuyết này bằng cách quan sát cách ý thức dường như ảnh hưởng đến các hiện tượng lượng tử và bằng cách đặt câu hỏi về bản chất cơ bản của thực tại từ góc độ sinh học. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào ý tưởng hấp dẫn này kết nối khoa học, ý thức và tâm linh. Chúng ta sẽ khám phá bản chất thực sự của vật chất và chính thực tại, tiếp cận nó từ các góc độ khác nhau. Chúng ta sẽ thấy cách, bằng cách truy cập trường lượng tử thông qua ý thức của chúng ta có thể thay đổi năng lượng rung động mà chúng ta cảm nhận là vật chất và do đó biến đổi thực tại của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta sẽ kiểm tra vai trò mạnh mẽ mà tâm trí tiềm thức của chúng ta đóng vai trò trong thực tế mà chúng ta trải nghiệm. Chúng ta sẽ khám phá cách, thông qua các kỹ thuật cụ thể, chúng ta có thể lập trình lại các mẫu tiềm thức này để tạo ra một cuộc sống phù hợp hơn với mong muốn của chúng ta. Và không chỉ vậy, chúng ta cũng sẽ khám phá cách, bằng cách sửa đổi sóng não của chúng ta và sử dụng hình dung, chúng ta có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trường lượng tử, định hình và biến đổi thực tại theo hướng có lợi cho chúng ta. Cuối video, bạn sẽ tìm thấy một bài thực hành mà bạn có thể thực hiện để đạt được điều này. Khám phá bản chất của thực tại, bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì nằm sau thực tại mà bạn trải nghiệm? Liệu thực tại mà chúng ta cảm nhận có thực sự là vật chất và vật lý không? Khi chúng ta quan sát vật chất ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử, chúng ta thấy rằng nó chủ yếu được tạo thành từ không gian trống. Trong khoa học vật lý, các hạt hạ nguyên tử là các hạt nhỏ hơn nhiều lần so với các nguyên tử, là một khái niệm để chỉ các hạt cấu thành nên nguyên tử, cùng các hạt được giải phóng trong các phản ứng hạt nhân hay phản ứng phân rã. Ví dụ, electron, proton, neutron là những hạt hạ nguyên tử thường được nhắc đến. Chỉ một phần nhỏ thể tích của nó bị chiếm bởi hạt nhân và electron. Bên trong hạt nhân, proton và neutron được cấu tạo từ quark và gluon, không phải là vật chất theo nghĩa truyền thống mà là sự kích thích của các trường lực. Trong vật lý lượng tử, vũ trụ được cho là bao gồm các trường lượng tử dao động liên tục. Các hạt hạ nguyên tử như quark và electron chỉ đơn giản là sự rung động của các trường này. Các trường này đại diện cho các dạng năng lượng và xác suất, có nghĩa là chúng ta càng phân tích vật chất, chúng ta càng nhận ra rằng những gì chúng ta cảm nhận là trắng thực sự là 99,99999% không gian trống. Những gì chúng ta cảm nhận là vật chất thực sự là năng lượng được tổ chức theo một cách cụ thể, rung động ở một tần số nhất định. Toàn bộ vũ trụ mà chúng ta cảm nhận là trắng, hữu hình và vật lý không được cấu tạo từ vật chất theo nghĩa truyền thống mà là năng lượng. Các nhà vật lý lượng tử gọi năng lượng cơ bản này là trường. Trường này được định nghĩa là các lực vô hình chuyển động ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Thật hấp dẫn khi thấy định nghĩa này phù hợp với những gì đã được sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ bởi các nhà hiền triết và các cá nhân giác ngộ từ các truyền thống khác nhau để mô tả tinh thần. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta có một sự rung động và năng lượng có thể tương tác với trường này, từ đó định hình thực tại của chúng ta. Mọi thứ trong vũ trụ đều rung động liên tục, và giống như các hạt được tổ chức theo sự rung động của chúng, điều tương tự cũng xảy ra ở quy mô lớn hơn. Tương tự thu hút tương tự. Hãy nhớ hai trong số 7 nguyên tắc Hermetic của Kybalion, mọi thứ đều rung động, và như trên, cũng như dưới. cộng hưởng là hiện tượng xảy ra khi một trung động hoặc tần số năng lượng ảnh hưởng đến một trung động hoặc tần số năng lượng khác, khuếch đại nó. Nếu bạn rung động ở tần số khan hiếm và sợ hãi, bạn sẽ cộng hưởng với các tình huống tương tự, làm tăng mức độ rung động của bạn ở các tần số sợ hãi và khan hiếm. Mọi thứ cộng hưởng ở cùng tần số sẽ đồng bộ hóa. Điều tương tự cũng xảy ra ngược lại, nếu bạn đang rung động tích cực, bạn sẽ đồng bộ hóa với nhiều tình huống tích cực hơn, làm tăng năng lượng rung động tích cực của bạn. Nói cách khác, sự rung động cá nhân của chúng ta quyết định những gì chúng ta biểu hiện trong cuộc sống của mình, kết nối chúng ta với những trải nghiệm phù hợp với năng lượng của chính chúng ta. Khi bạn nâng cao tần số rung động của mình, thế giới xung quanh bạn điều chỉnh theo rung động mới đó. Do đó, khi bạn chuyển sang một chiều kích ý thức cao hơn, thực tại mà bạn trải nghiệm cũng thay đổi, thậm chí tạo ra các hiệu ứng ngược dòng. Tất cả là tâm trí, vũ trụ là tinh thần. Nguyên tắc này từ Kybalion gợi ý rằng toàn bộ vũ trụ là tinh thần. Những gì bạn cảm nhận trong thực tế không phải là vật chất, nó là một hình chiếu của niềm tin, chương trình tiềm thức và kỳ vọng của bạn. Điều này tương tự như những gì được quan sát trong thí nghiệm hai khe. Thí nghiệm hai khe là một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong vật lý lượng tử, chứng minh cách quan sát có ý thức có thể ảnh hưởng đến hành vi của các hạt. Khi các nhà khoa học bắn các hạt hạ nguyên tử, như electron, qua hai khe mà không bị quan sát, các hạt này hoạt động giống như sóng và tạo ra một mẫu giao thoa trên màn hình, hoạt động như một trường xác suất hơn là một hạt trắng. Nó giống như thể hạt đi qua cả hai khe cùng một lúc, tương tác với chính nó và tạo ra một mẫu tương tự như mẫu được hình thành khi hai viên đá được ném xuống hồ. Tuy nhiên, khi một thiết bị được lắp đặt để quan sát khe mà hạt đi qua, mẫu sóng biến mất và các hạt hoạt động như thể chúng chỉ đi qua một khe, hoạt động như các vật thể rắn. Thí nghiệm này cho thấy rằng hành động quan sát làm thay đổi thực tại lượng tử và ý thức có thể ảnh hưởng đến hành vi của vật chất. Cho đến khi ý thức can thiệp, vật chất trong thí nghiệm tồn tại dưới dạng nhiều xác suất cùng tồn tại và tương tác. Chỉ hành động quan sát mới xác định một trong những xác suất có thể xảy ra đó, khiến nó biểu hiện như một thứ gì đó vững chắc và xác định trong thế giới ba chiều của chúng ta. Einstein từng nói rằng trường là tác nhân duy nhất chi phối hạt. Không phải hạt điều khiển hạt mà là trường. Điều này ngụ ý rằng nếu chúng ta có thể sửa đổi thông tin trong trường, chúng ta có thể ảnh hưởng đến chính vật chất. Thông thường, con người sống với sự hiểu biết duy vật về thực tại, cảm thấy phó mặc cho cuộc sống và là nạn nhân của hoàn cảnh. Quan điểm này khiến chúng ta phản ứng với môi trường của mình, xây dựng cuộc sống của chúng ta dựa trên những thông tin đầu vào và kinh nghiệm mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Và theo quan điểm của chúng ta, cách tiếp cận này có vẻ hoàn toàn hợp lý vì nó phù hợp với những gì chúng ta nhận thức được thông qua các giác quan của mình và cách chúng ta hoạt động từ khi còn nhỏ. Điều mà chúng ta thường không nhận ra là một phần đáng kể các phản ứng của chúng ta đến từ các chương trình được cài đặt sẵn trong tiềm thức của chúng ta, chi phối khoảng 70% hành vi của chúng ta. Trong những năm đầu đời, não của trẻ chủ yếu hoạt động ở trạng thái theta, tần số sóng não từ 4 đến 8 Hz. Trạng thái này là đặc trưng của trí tưởng tượng tích cực, sự sáng tạo và khả năng tiếp thu cao đối với lập trình tiềm thức. Trong theta, trẻ em tiếp thu thông tin từ môi trường xung quanh mà không có bộ lọc quan trọng, tiếp nhận niềm tin, hành vi và các mẫu cảm xúc có thể ảnh hưởng đến chúng trong suốt cuộc đời. Về cơ bản, theta vừa là trí tưởng tượng vừa là thôi miên, và người ta ước tính rằng 95% hành động và quyết định của chúng ta bắt nguồn từ những chương trình này có được từ thời thơ ấu. Tâm trí tiềm thức không suy nghĩ hay sáng tạo, nó chỉ đơn giản lặp lại các hành vi như thể một nút được nhấn. Trong khi đó, tâm trí có ý thức chứa đựng những ham muốn, ước mơ và sự sáng tạo của chúng ta. Một chức năng giống như phần mềm chạy chương trình, trong khi chức năng kia có khả năng tạo ra, trở thành, tồn tại. Bạn có thể thức dậy với một mong muốn, nhưng trong suốt cả ngày, bạn lặp lại các chương trình không nhất thiết hỗ trợ ước mơ của bạn. Khi bạn tự hỏi tại sao mọi thứ không thành công, câu trả lời có thể là bạn không biết rằng hơn 60% các chương trình tiềm thức này đang gây chán nản, tự hủy hoại và hạn chế bản thân. Tuy nhiên, cả vật lý lượng tử và di truyền học đều đưa ra một quan điểm khác. Chúng ta không chỉ đơn thuần là nạn nhân của môi trường và di truyền học của chúng ta. Trong thực tế, chúng ta là người tạo ra trải nghiệm của chính mình, và những gì chúng ta thấy trong thực tại ba chiều là hình chiếu của ý thức và các chương trình tiềm thức của chúng ta. Điều này mở ra khả năng rằng bằng cách thay đổi ý thức của mình, chúng ta cũng có thể thay đổi thực tại mà chúng ta trải nghiệm. Nhiều người có thể bị sốc bởi những tuyên bố này hoặc bác bỏ chúng như những lời hùng biện thời đại mới, nhưng đây là điều mà những cá nhân giác ngộ đã vượt qua những giới hạn của tâm trí và bản ngã của họ đang cố gắng truyền đạt. Họ nhận ra rằng mọi thứ đều là Maya, như người Hindu gọi nó, một ảo ảnh. Tương tự như vậy, vật lý lượng tử và nhiều nhà nghiên cứu khác nhau đang đi đến kết luận tương tự, cho thấy rằng rất có thể chúng ta đang sống trong một dạng mô phỏng nào đó. Trang Tử, một trong những triết gia quan trọng nhất của Trung Quốc cổ đại, đã suy ngẫm về điều này hơn 2.000 năm trước khi ông viết: "Tôi mơ thấy mình là một con bướm đang bay lượn trên bầu trời. Rồi tôi tỉnh dậy. Bây giờ tôi tự hỏi, tôi là một người đàn ông mơ thấy mình là một con bướm, hay tôi là một con bướm mơ thấy mình là một người đàn ông?" Hãy xem xét điều này, mỗi đêm khi chúng ta ngủ, chúng ta đều mơ. Toàn bộ thế giới mở ra trong những giấc mơ này, không thể phân biệt được với thực tế đối với chúng ta khi chúng ta đắm chìm trong đó. Trong những giấc mơ này, vô số sự kiện xảy ra và nhiều nhân vật xuất hiện. Nhưng những thế giới và nhân vật này mà chúng ta cảm nhận là tách biệt với chúng ta, đến từ đâu? Thật vậy, chúng chỉ phát sinh từ chính tâm trí của bạn, từ ý thức của bạn. Tương tự như vậy, và theo nguyên lý phân dạng, thế giới mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống thức giấc chỉ là một hình chiếu tinh thần khác, nhưng ở quy mô lớn hơn. Như trên, cũng như dưới, như Albert Einstein đã từng nói, thực tế chỉ là một ảo ảnh, mặc dù là một ảo ảnh rất dai dẳng. Nếu điều này là sự thật, chúng ta sẽ có thể thay đổi thực tại để tạo ra cuộc sống mà chúng ta mong muốn, giống như bạn có thể thay đổi một giấc mơ khi bạn trở nên sáng suốt. Thông qua ý thức, không phải ý thức rời rạc của bản ngã chúng ta, mà là ý thức của sự thống nhất, ý thức của trường lượng tử, của tất cả. Vậy tại sao hầu hết mọi người lại phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn, cảm thấy mất kiểm soát và phó mặc cho hoàn cảnh? Câu trả lời nằm ở việc họ thiếu nhận thức về sức mạnh bên trong của chính mình và sự lập trình liên tục mà chúng ta đã nhận được từ thời thơ ấu. Thông qua môi trường và các cấu trúc quyền lực của chúng ta được dạy phải vâng lời, cảm thấy nhỏ bé, cô lập và bất lực vì điều đó khiến chúng ta dễ kiểm soát hơn. Chúng ta được lập trình để trở thành những người máy sinh học phục vụ ma trận. Nhưng tin tốt là chúng ta có sức mạnh để thay đổi thực tại của mình bằng cách sử dụng sức mạnh của tâm trí và ý thức của chúng ta. Vì vậy, đã đến lúc dừng lại một chút và tự hỏi bản thân, ý thức của bạn đang ở đâu? Bạn đang nghĩ gì vậy? Bạn đang vận hành từ những chương trình tiềm thức nào trên chế độ lái tự động? Những chương trình và khuôn mẫu suy nghĩ này có ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc và hành động của bạn, từ đó quyết định phần lớn cuộc sống bạn trải nghiệm và thực tế bạn thấy được chiếu xung quanh mình. Tạo ra thực tại của chúng ta, để ngừng trở thành nạn nhân của hoàn cảnh và trở thành người tạo ra thực tại của chính mình, chúng ta phải lập trình lại tâm trí của mình, thay thế các chương trình hạn chế và lỗi thời bằng các chương trình mới, có ý thức và trao quyền. Hơn nữa, chúng ta phải học cách tạo ra không chỉ từ vật chất mà còn bằng cách truy cập trường lượng tử và thông qua hình dung, chiếu những mong muốn của chúng ta vào thực tế ba chiều. Lập trình lại tiềm thức. Điều đầu tiên chúng ta nên làm là trở thành một nhân chứng, một người quan sát hành động và hành vi của chính mình. Khi chúng ta phản ứng với hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta cần quan sát bản thân và xác định các chương trình của mình, đặc biệt là những chương trình tiêu cực và giải quyết chúng. Thay vì chỉ phản ứng, chúng ta nên cảnh giác, và ngay cả khi chúng ta phản ứng, hãy suy nghĩ về phản ứng đó để thay đổi nó nếu nó không phục vụ chúng ta. Chúng ta có thể không thay đổi phản ứng của mình ngay lập tức, nhưng thông qua quan sát liên tục, chúng ta có thể dần dần sửa chữa các phản ứng tự động của mình. Vì vậy, bước đầu tiên là nhận thức được các chương trình tiềm thức của chúng ta. Hầu hết những hạn chế và thiếu sót mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều bắt nguồn từ niềm tin về sự xứng đáng và tình yêu bản thân. Nếu bạn không cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương hoặc xứng đáng với những điều tốt đẹp, bạn sẽ vô thức đẩy lùi khả năng những điều tốt đẹp đến với cuộc đời mình, dù bạn có khao khát chúng đến đâu đi chăng nữa. Thay thế niềm tin hạn chế bằng những lời khẳng định tích cực. Sau khi xác định được những niềm tin hạn chế của mình, đặc biệt là những niềm tin dựa trên tình yêu bản thân và lòng tự trọng của chúng ta có thể lắng nghe những lời khẳng định tích cực củng cố những niềm tin đó mỗi đêm trước khi đi ngủ. Khi chúng ta sắp ngủ, sóng não của chúng ta giảm xuống và chuyển sang theta, trạng thái tương tự như khi chúng ta được lập trình khi còn nhỏ. Nhưng lần này, mục đích là chọn cách chúng ta lập trình lại chính mình. Chúng ta có thể tạo ra những lời khẳng định dựa trên niềm tin hạn chế và chương trình tiềm thức mà chúng ta muốn thay đổi và ghi lại chúng thành âm thanh. Những lời khẳng định này phải luôn được nói ở thì hiện tại. Thay vì nói, tôi sẽ có nhiều, họ nên nói, tôi có nhiều. Ý tưởng là lắng nghe những lời khẳng định này khi chúng ta ngủ thiếp đi và tiếp tục lắng nghe chúng khi chúng ta ngủ thiếp đi, vì tiềm thức của chúng ta sẽ tiếp tục nghe và tích hợp những lời khẳng định này. Bao gồm một số âm nhạc thư giãn hoặc thậm chí tốt hơn, âm thanh binaural có thể giúp ích. Về cơ bản, những gì chúng ta đang làm là tự thôi miên. Một lần nữa, sự lặp lại là chìa khóa ở đây. Giống như khi bạn học lái xe hoặc chơi một nhạc cụ, sự lặp lại là cơ bản để giới thiệu một chương trình mới. Hãy nhất quán. Tạo ra từ trường lượng tử. Để tạo ra từ trường lượng tử thay vì từ vật chất, chúng ta cần kết nối với nguồn và tạo ra từ sự viên mãn. Bằng cách tập trung sự chú ý vào hiện tại, chúng ta chuyển hóa từ những sinh mệnh vật lý thành ý thức thuần túy. Trong trạng thái này, chúng ta rút năng lượng của mình khỏi thực tại ba chiều, các giác quan và cơ thể của chúng ta, và gửi nó vào khoảng trống. Khoảng trống này chứa đầy tần số và năng lượng, với những xác suất đang chờ vật chất hóa thành thực tại ba chiều của chúng ta. Khi bạn mở lòng với hư vô, não của bạn trở nên mạch lạc hơn. Các nhăn trước đây bị chia cắt thống nhất và toàn bộ não bắt đầu cộng hưởng ở cùng một tần số. Trạng thái cộng hưởng này làm cho não hoạt động như một mạng lưới thần kinh duy nhất với các bán cầu đồng bộ, tạo ra cảm giác viên mãn và kết nối bạn với trường, với toàn thể. Khi não chuyển từ sóng beta sang sóng chậm hơn, các tín hiệu điện được tạo ra đại diện cho ý định của bạn. Ý định của bạn càng rõ ràng thì tín hiệu càng mạnh. Tại thời điểm bạn ngừng là chính mình và tiếp cận trạng thái thống nhất này, bạn đang tác động đến ý thức của toàn thể, vì bạn đã trở thành ý thức đó. Sau đó, toàn bộ vũ trụ đáp ứng yêu cầu của bạn, đồng bộ hóa với ý định của bạn, nhưng một yếu tố quan trọng khác là năng lượng của trái tim bạn. Tình yêu thuần khiết là năng lượng của nguồn. Hãy tưởng tượng bạn là một con tàu. Ý định của tâm trí bạn hoạt động như bánh lái hướng dẫn bạn, và trái tim bạn như động cơ thúc đẩy bạn. Bạn nên yêu thích mong muốn của mình, cảm nhận nó như thể bạn đã trải nghiệm nó rồi. Cảm nhận niềm vui của mong muốn đã được thể hiện trong cuộc sống của bạn, và từ trường của trái tim bạn sẽ thu hút nó đến với thực tế của bạn. Trái tim tạo ra một từ trường kéo dài tới 3 mét, trái tim bạn càng mạch lạc, nó càng chứa nhiều năng lượng và bạn càng có thể thu hút tương lai của mình. Bạn gửi tín hiệu thông qua ý thức mở rộng của mình và thu hút trải nghiệm thông qua cảm giác của trái tim bạn. Bạn không cần phải tìm kiếm bất cứ thứ gì. Khi năng lượng của bạn cộng hưởng với một khả năng trong trường lượng tử, bạn bắt đầu nhìn thấy sự đồng bộ, trùng hợp ngẫu nhiên, cơ hội và những sự kiện quan trọng đưa bạn đến gần hơn với điều bạn mong muốn, không chỉ trong những chi tiết nhỏ nhặt mà còn trong những khía cạnh siêu việt của cuộc sống của bạn. Tiếp theo, tôi để lại cho bạn một bài thực hành để tạo ra từ trường lượng tử. Tìm một nơi thoải mái, nơi bạn có thể ngồi hoặc nằm xuống, tốt nhất là nơi có ánh sáng mờ. Đếm ngược từ 100 đến 0. Hình dung các con số trong khoảng không gian giữa hai lông mày của bạn. Nâng mắt lên một chút, khoảng 20%, giúp não bộ bước vào sóng alpha. Nếu bạn bị phân tâm hoặc mất số, chỉ cần tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại. Khi bạn đạt đến số 0, bạn sẽ ở trong trạng thái thư giãn sâu. Nhịp thở và nhịp tim của bạn sẽ ổn định, và não của bạn sẽ rung động trong sóng alpha hoặc theta mạch lạc hơn. Trong trạng thái này, hãy hình dung những gì bạn muốn thể hiện trong cuộc sống của mình, cho dù đó là một trải nghiệm, một sự thay đổi cá nhân hay bất kỳ mục tiêu nào bạn muốn đạt được. Hãy tưởng tượng bạn đã sống trong trải nghiệm đó. Hình dung bản thân bạn đã đạt được trải nghiệm, tái tạo mọi chi tiết trong tâm trí của bạn. Hình dung bản thân như thể bạn đang lập trình một trò chơi mà sau đó bạn sẽ trải nghiệm trong thực tế ba chiều của mình. Sống cảnh đó như thể bạn đang ở đó, cảm nhận từng chi tiết. Hãy tưởng tượng chạm vào một bề mặt và cảm nhận kết cấu, làm cho trải nghiệm trong trí tưởng tượng của bạn trở nên chân thực và sống động nhất có thể. Nhưng điều quan trọng nhất là tập trung vào cảm xúc, cảm thấy tràn đầy biết ơn và phấn khích vì mong muốn của bạn đã được thực hiện. Bạn có thể thực hành bài tập này bất cứ lúc nào, nhưng một lựa chọn tuyệt vời là thực hiện nó trước khi ngủ và sau đó nghe một đoạn âm thanh với những lời khẳng định tích cực cho đến khi bạn ngủ thiếp đi. Nó cũng lý tưởng để làm điều đó ngay khi thức dậy, vì tại thời điểm đó, não đang ở trong sóng gần với alpha. Trong quá trình luyện tập, điều quan trọng là phải duy trì trạng thái thư giãn sâu, quên đi cơ thể và môi trường xung quanh, tập trung vào trải nghiệm trong trí tưởng tượng của bạn. Hãy nhớ rằng, khía cạnh cơ bản của quá trình này là cảm giác đi kèm với hình dung của bạn. Những hình ảnh giúp bạn tạo ra trải nghiệm cảm xúc và xác định ý định của bạn, nhưng chính cảm xúc sẽ khiến bạn rung động ở tần số mong muốn của mình. thu hút nó bằng sự cộng hưởng. Trò chơi mà bạn đang lập trình này, vũ trụ rất sáng tạo và nó sẽ hướng dẫn bạn đến đích thông qua sự đồng bộ, những sự kiện bất ngờ và những điều bất ngờ, làm cho hành trình trở nên thú vị và phong phú hơn. Tất nhiên, chúng ta cũng nên thực hiện các hành động vật lý hỗ trợ mong muốn của mình, nhưng đây sẽ là những hành động phát sinh một cách trôi chảy và tự nhiên. Đó là tất cả cho video hôm nay. Tôi hy vọng thông tin này hữu ích và làm phong phú thêm cho bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay.